Xin chào anh em thích bật lửa đẹp của Ambeshop. Ambeshop xin giới thiệu đến anh em mẫu bật lửa Zippo, một mẫu Zippo chống xước màu vàng, vintage look, chặt hai góc rất là đẹp nhé. Mộc đáy lồi, đời số mới năm 2016. Đây. Riêng về dòng Zippo thì Ambeshop cam kết là luôn bán hàng chuẩn cho anh em nhé. Em được bảo hành lỗi một đổi mới một bởi Ambeshop và bảo hành trọn đời bởi Zippo nhé. Đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái này mẫu này là đồng khối anh em nhé. Đây, rất là chất luôn. Ở đây thì chúng ta có trùng 5 sản xuất. Đấy. Anh em nhớ bật chế độ Full HD lên để xem nhé. Rất là đẹp. Anh em nào mà kết cái sản phẩm này có thể comment số điện thoại bên dưới video này. Ambeshop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các bác trên toàn quốc, hoặc các bác có thể truy cập website ambe.vn để tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là xem nhiều mẫu Zippo khác, hoặc các bác có thể liên hệ nhanh cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Em cảm ơn các bác rất là nhiều.